quay thì bên đây, đây là căn hộ 62 m². Đây là căn hộ mẫu. Cửa ra vào đây con. Cửa ra vào bên tay trái là nhà tắm. Mày quay nhà tắm nha. Toàn bộ là ốp gạch. Xinh xinh, căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh con ạ. Đây là phòng nhà tắm đây. Nhà tắm bằng kính, hoàn toàn bằng kính các bạn. Tất cả những cái trang thiết bị này là công ty họ đầu tư xây dựng cho mình hết, mình chỉ việc vào ở thôi. Từ ngoài cửa vào, con sẽ quan sát. Đây là trần. Trần mẹ cũng sẽ đặt làm mẫu y như thế này. Từ ngoài cửa vào là phòng ăn. Mẹ đi dần rồi đấy. Phòng ăn. Đây là phòng ăn. Con nhớ là đây là căn hộ mẫu nhé. Người ta bày bố trí, bày biện bố trí mẫu đấy con ạ. Đi sâu vào phía trong là phòng khách. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Và phòng khách này à, con đi qua phòng khách, qua cái rèm có cái hoa đỏ đỏ đấy, qua rèm van là toàn bộ cái ban công hướng về phía biển. Bên cạnh phòng khách là phòng rộng hơn. Mẹ cũng đang suy nghĩ là nên để phòng của Ngân hay là mẹ để phòng của bố. Bên tay phải của mẹ là tủ. Là tủ tivi. Cả bức tường này. Nếu mà là căn hộ của nhà mình thì sau này mẹ sẽ dán giấy tường cho con. Và bên kia, bên bức tường ở phía bên phải, bên phải của giường là toàn bộ là nhìn ra bờ biển, nhìn ra biển ngay mặt biển. Con thấy cửa rộng không? Đây là giường. Nếu mà là giường của Ngân thì mẹ sẽ mua giường màu trắng. Và bên tay trái cửa vào là một cái tủ tường. Đây cửa này mở này, ốp vào này là một cái tủ tường. Đây là cái phòng to con nhé, phòng to hướng về phía biển. Còn bên cạnh là bếp. Cái bếp nhỏ xíu xíu. Đấy, cái tủ lạnh. Bên tay phải của bếp, bên tay phải của bếp là bố trí bếp. Mẹ sẽ làm bếp sợi thủy tinh như là căn hộ cũ của nhà mình. Không bao giờ hỏng nữa. Qua bếp là đến một cái ban công tầm khoảng 5-6 m². Ban công này là để ban công thứ hai của căn hộ đấy. Để máy giặt đấy. Cũng rộng và đẹp. Đây là nó có một cái chỗ ngăn cách giữa căn hộ nhà mình với lại căn hộ bên cạnh tầm khoảng 3 m. Lúc nãy mẹ đã đi thăm, mẹ lên tầng 14, mẹ xem hẳn căn hộ rồi. Đây là cửa ra vào của phòng thứ hai. Mẹ đang định là một là thiết kế cho con hay là thiết kế cho bố.
Bên tay phải là tivi. Bên tay trái là tủ ốp tường. Đây là giường. Và bên cạnh là một cái rèm rất là to. Nhà mẹ vừa mới lên căn hộ của nhà mình, căn hộ chính thức. Đây là căn hộ mẫu của dự án. Còn căn hộ của nhà mình ấy thì chỗ cái cánh rèm đây này là một cái cửa, chứ không có cửa sổ rộng như thế này. Nó là một cái cửa 80 phân. Thì sau này mẹ cũng sẽ bố trí rèm như thế thôi. Mẹ cũng sẽ bố trí rèm như thế này. Đại loại là căn hộ nó như thế. Đấy. Như vậy là ở phòng khách và ở phòng to là hai cái view ra ngoài biển rất là đẹp. Thế nhá. Đây này. Cửa ra vào nhá. Đấy lại con hình dung. Đây mẹ đang đứng ngoài cửa này nha. Mẹ đang đứng ngoài cửa này. Là bên này là một bức tường. Bên này là bức tường nhà tắm. Đi thẳng vào là cửa, một cửa phòng ngủ này. Một cửa bếp này. Và tiếp theo một cửa phòng to này. Có ban công nhìn ra biển. Phòng ăn này, phòng khách này. Mẹ sẽ bố trí tương tự như thế này, nhưng mẹ sẽ làm màu trắng. Đấy, con gái hình dung ra căn hộ của con gái chưa? Thế nhá. Mẹ chào con gái. Mẹ yêu. Bye bye.